Thực đơn hôm nay mình chia sẻ đến với các bạn món cật heo xào bông hẹ và món đậu phộng rang nước mắm. Cật heo mình sẽ cắt hoa và bông hẹ mình sẽ cắt khúc, mình lựa non nha các bạn. Và mình sẽ xào với cật heo, bông hẹ thì rất ngon. Thêm món đậu rang nước mắm nữa. Hôm nay mình sẽ rang nước mắm với tương ớt. Món đậu phộng rang nước mắm này thì ăn rất là bắt cơm. Sẽ ăn kèm với món bông hẹ xào. Ở đây thì mình có hai trái cật heo to. Mình sẽ cắt đôi và lọc hết những cái chất dơ trong cật heo ra, những màng trắng đó các bạn. Xong thì mình sẽ rửa cho thật sạch. Rồi mình sẽ cắt hoa, mình sẽ úp xuống mình cắt, cũng như mình cắt mực vậy đó các bạn. Các con mực mình cắt xéo qua rồi xéo lại y như vậy. Bông hẹ khi mình mua về thì mình đừng có cắt khúc ngay nhé, mà mình hãy lựa những cái bông, rồi mình lựa những khúc non, mình lặt chịu khó một xíu thì mình sẽ lặt được những phần non. Sau khi nguyên liệu sơ chế rửa sạch thì mình bắt lên một cái chảo, cho vào 2 muỗng canh mở nước. Mình không cần phải ướp cật trước, mình sẽ ướp trực tiếp ngay lúc mình xào. Mở nóng thì mình sẽ cho một ít tỏi băm vào, phi cho vàng thơm lên. Khi tỏi vàng thơm thì sẽ cho cật heo mình đã cắt sẵn vào, không cần ướp trước. Sẽ xào cho cật heo săn lại. Rồi mình mới bắt đầu ướp. Đầu tiên mình cho vào một muỗng nhỏ hạt nêm. Một muỗng cà phê đường. Nửa muỗng canh nước tương Maggi. Nửa muỗng canh tương ớt. Cho thêm vào 2 muỗng canh nước lọc. Một muỗng nhỏ xíu bột ngọt. Những cái khía mình cắt lúc nãy thì bây giờ nó bung lên như cái hoa rất là đẹp.
Mình sẽ đậy nắp lại và nấu cho cật thật là chín. Sau khi cật chín thì mình sẽ dỡ nắp ra. Sẽ xào một lúc nữa. Sau đó mình sẽ cho hẹ bông vào. Hẹ bông rất mau chín, mình sẽ xào nhanh. Hẹ bông chín mình sẽ cho một ít gốc hành lá cho thơm. Như vậy là xong rồi đó các bạn. Hẹ bông vừa chín thì ăn rất giòn, ngon lắm. Mình lựa phần non nhé. Lựa phần non thì hẹ bông sẽ ngon. Chứ nếu mình lấy phần già thì ăn sẽ cứng, không ngon. Mình đã bắt chảo hẹ xuống. Rất là thơm. Sẽ cho vào một ít tiêu xay. Đậu phộng 200g. Mình đã cho vào nồi chiên. Làm rất nhanh, mình đã chia sẻ rồi. Sẽ ướp nước sốt. Một muỗng canh đầy nước mắm. Một muỗng nhỏ hạt nêm. Một muỗng cà phê đường. Một muỗng nhỏ xíu bột ngọt. Trộn đều lên cho đường tan. Hôm nay thì mình sẽ làm thêm một ít tương ớt nhé các bạn. Hôm trước mình làm đậu phộng thì không cho tương ớt. Nhưng hôm nay mình sẽ cho khoảng nửa muỗng canh tương ớt vào cho đậu phộng. Hôm nay sẽ thơm đậm đà và hơi vị cay một xíu. Rất là ngon.
trộn đều cho tan gia vị rồi mình để một bên. Sau đó mình sẽ bắt lên một cái chảo, cho vào một muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng sẽ cho chén nước sốt vào. Nấu cho nước sốt sôi lên, rồi mình sẽ cho đậu vào. Cho đậu vào sôi lên, mình đảo đều rồi mình sẽ tắt bếp. Độ nóng của lò điện sẽ làm cho đậu sẽ sệt lại. Nếu các bạn để lửa cháy nhiều thì đậu sẽ bị quến cục lại cứng nha. Khi bỏ vào thì mình sẽ tắt lửa, rồi mình sẽ trộn đều trên bếp. Vì bếp điện còn nóng hơi lâu, nên mình sẽ làm như thế này. Còn nếu mình sử dụng bếp ga, thì mình sẽ vặn thật nhỏ lửa, riu riu, rồi mình sẽ xào. Còn bếp điện này nóng thì mình sẽ tắt ngay, rồi độ nóng thì sẽ làm cho đậu phộng keo lại rất ngon. Đậu rất là ngon nha các bạn, cho thêm một ít tương ớt thì màu đậu rất là ngon và thơm. Ăn giòn mà vừa vị lắm các bạn. Sau đó mình sẽ bắt đậu xuống và đậu này thì mình sẽ làm món mặn để ăn với món cật heo xào rất ngon. Hôm nay thì mình sẽ làm nhanh hai món. Món đậu này mình cũng đã chia sẻ nhiều lần đến với các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ lại thêm món tương ớt cho vào đậu. Thì ngon lắm. Và đậu thì mình sẽ nướng bằng nồi chiên, cật heo xào. Hai món ăn nhanh. Rất ngon. Mình chào tạm biệt các bạn.